Đây nha, em còn màu hồng gì nữa nha. Đặc biệt các cái dòng chăn của Yuki của Nhật này thì các anh chị dùng nó sẽ không bị bẩn đâu ạ. Vì cái chất liệu ở bên ngoài của nó này này, nó chống bám bẩn rất là tốt nha, rất là mềm mềm mịn nha. Cho nên mình sợ, mình chỉ thích là mình chọn cái màu nào mình thích thôi, chứ còn mình không có sợ là bẩn hay không bẩn nha các anh chị. Bên trong này, bên trong này các anh chị, đấy mình nhìn cái màu lông bên trong nó rất là đẹp luôn. Đấy, đây em cho các anh chị nhìn sát cái lông. Đặc biệt là hàng ngày thì mình dùng nó sẽ không bị xô, sẽ không bị xô cái bông bên trong hay như nào đâu nhá anh chị nhá. Các anh chị gấp, khi mà các anh chị gấp chăn ấy, nó cũng rất là vuông vắn, mà nó mình gập vào ấy nó rất là im chăn luôn, chứ nó không bị xô lệch hay là nó bị gấp nó khó đâu ạ. Gấp khó là chăn không chuẩn thì gấp sẽ khó, còn chăn nào mà chăn xịn ấy thì các anh chị gấp vào đến đâu nó im đến đấy luôn. Bởi vì chăn người ta làm rất là cân đối, nó cân cực kỳ luôn. Đây, rất là kỹ, hàng chăn rất là kỹ. Đấy, nhà em bán chăn mấy năm nay toàn chăn mua tại Nhật luôn, về khách dùng rất là ưng. Mọi người có thể tham khảo nhé. Đấy, màu này cũng rất là đẹp luôn ạ. Màu này trải ra giường rất là đẹp, hợp với cả các hợp với nữ. Còn màu dưới thì có thể hợp gia đình, các con. Rất đẹp anh chị nha. Đây để em chụp cái này để anh chị so sánh được hai màu. Đấy, cái này em còn ít thôi. Mã chăn năm nay về mấy chuyến rồi, bán mấy trăm cái chăn gần hết rồi. Đây, em chụp để các anh chị so sánh màu mình thích nha. Ok.